Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Trương Bá Chi bị loại ở sâu tỷ tỷ đạp gió chạy sóng 2. Trương Bá Chi luôn là cái tên được chú ý nhất trong số tuyển chọn tỷ tỷ đạp gió chạy sóng 2. Tuy nhiên, cuối cùng cô không lọt vào danh sách 7 người chiến thắng. Theo iPhone, sâu tỷ tỷ đạp gió sẽ sóng 2 kết thúc và Trương Bá Chi chỉ được 350.000 số phiếu bầu, do đó cô thất bại trong cuộc đua vào nhóm nhạc mới. Trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 16 tháng 4, 14 thí sinh thi tài về ca hát, vũ đạo, khả năng làm chủ sân khấu để chọn ra 7 cái tên xuất sắc. Bên cạnh đó, giám khảo còn kết hợp với số phiếu bình chọn qua mạng của khán giả. Cuối cùng, Cát Khắc, Tuyển Trạch, Dương Ngọc Oánh, Vương Âu, Dương Thừa Lâm, Dung Tổ Nhi, Chu Bút Dương và Na Anh giành chiến thắng. Theo trang Sina, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi Trương Bá Chi thua cuộc. Ngọc nữ Hồng Kông một thời này đã trở thành mẹ của 3 con trai, song cô vẫn tích cực học hỏi điều mới, khắc phục nhược điểm. Sự cố gắng của cô khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Trương Bá Chi tâm sự khi chia tay chương trình. Trên sân khấu, tôi không có tài năng bằng các chị em khác. Để theo kịp họ, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Sau chương trình này, tôi sẽ không ngừng cố gắng. Nữ diễn viên cũng cảm ơn thiên hậu Na Anh vì đã giúp đỡ và dạy cô nhiều bài học. Tôi hiểu ra rằng không thể dựa vào nhan sắc mà lười biếng. Theo trang Sina, dù thua cuộc nhưng Trương Bá Chi vẫn có những thành công của riêng mình. Nhờ hiệu ứng từ sâu tỷ tỷ đạp gió sẽ sóng 2, nữ diễn viên Hồng Kông hơm nóng tên tuổi trở thành cái tên được săn đón hiện tại. Cô được mời tham gia một số show giải trí khác, trình diễn thời trang, chụp tạp chí. Sina đánh giá Trương Bá Chi có mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp. Trong khi trước đó, cô vắng bóng trên truyền hình suốt 2 năm vì scandal. Tháng 5 năm 2019, Trương Bá Chi bị bóc mẽ nói dối trên truyền hình. Có nhiều bằng chứng chỉ ra nữ diễn viên không trung thực. Nữ diễn viên còn bị mẹ nuôi Trần Lam mỉa mai là kẻ nghiện nói dối. Với loạt scandal này, hình tượng của Trương Bá Chi sụp đổ sau nhiều năm gây dựng.